đã chọn con phụng vụ tha nhân. Và Chúa đã chọn con hiến thân vì yêu. Đời người huynh trưởng sống phụng sự và quên hết mọi bộn bề lo toan. Những khi sầu lo lạy Chúa, con đây chẳng đáng là gì, mà sao Ngài gọi con làm huynh trưởng cho Ngài. Người huynh trưởng như chúng con đây cần cố gắng xây dựng giáo hội, là ánh sáng làm xua tan màn tối trong mỗi người, quàng trên vai màu đỏ tươi quên mình vì Chúa. Người huynh trưởng như chúng con đây cần có Chúa mãi trong tâm hồn, để hăng say và dẫn lối phục vụ mọi nơi. Chọn con phụng vụ tha nhân, và Chúa đã chọn con hiến thân vì yêu. Đời người huynh trưởng sống phụng sự và quên hết mọi bộn bề lo toan. Nhưng khi sầu vương, lạy Chúa, con đây chẳng đáng là gì, mà sao Ngài gọi con làm huynh trưởng cho Ngài. Người huynh trưởng như chúng con đây cần cố gắng xây dựng giáo hội, là ấm sáng làm xua tan màn tối trong mỗi người, quàng trên vai màu đỏ tươi quên mình vì Chúa. Người huynh trưởng như chúng con đây cần có Chúa mãi trong tâm hồn, để hăng say và dẫn lối phụng vụ mọi nơi. Người huynh trưởng như chúng con đây cần cố gắng xây dựng giáo hội, là ánh sáng làm xua tan màn tối trong mỗi người, quàng trên vai màu đỏ tươi quên mình vì Chúa. Người huynh trưởng như chúng con đây cần có Chúa mãi trong tâm hồn, để hăng say và dẫn lối phục vụ mọi nơi.